Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book sẽ giới thiệu tới các bạn cuốn sách Độc giả thứ 7 như đã nói. Cả về mặt trinh thám, điều tra phá án lẫn tâm lý học tội phạm, Độc giả thứ 7 đều có phần yếu hơn các tác phẩm thuộc cùng series của Thầy Lôi. Nhưng với ý nghĩa là câu chuyện tiền đề cho tấn bi kịch đằng đẵng của chàng trai Phương Mộc, thì cuốn sách ấy thật sự như một tấm bản lề, mở ra thế giới tội ác trong cả một series trinh thám tâm lý học tội phạm, đồng thời mở ra hướng rẽ cho cuộc đời một con người. Được con người ấy, từ một chàng sinh viên 21 tuổi vốn sống đời bình thường, sắc sảo nhưng nhạy cảm, mà lần dần, trái tim cùng tâm lý bị bóp nghẹt tưởng như vỡ vụn giữa những ẩn ức giao thương, mà chắc rằng chẳng bao giờ chàng trai đó có thể quay về cuộc sống bình thường như trước nữa. 21 tuổi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một con người, một sinh viên, người ta không còn quá bỡ ngỡ trước cuộc đời song vẫn còn lưu lại chút mộng mơ, ánh nhìn thật sự trong sáng, lạc quan khi chưa thực sự bước chân vào guồng quay của công việc, cuộc sống cùng hàng loạt các mối quan hệ xã hội phức tạp. 21 tuổi, người ta có mơ ước, có những dung cảm đầu đời và có cả bạn bè thân thiết kề vai sát cánh. Phương Mộc tuổi 21 cũng như thế. Nhưng tất cả những điều vốn bình dị ấy đã tuột khỏi tay chàng trai đấy khi một sinh viên bị giết trong khu vệ sinh của ký túc xá Phương Mộc ở. Từ một án mạng đơn lẻ, màn đen nhanh chóng bao trùm lên cả trường đại học sư phạm Phương Mộc theo học, kéo thành những án mạng liên hoàn nối tiếp nhau, và nạn nhân ngày một có quan hệ thân thiết với Phương Mộc hơn. Bằng sự nhạy bén hóc phán đoán cùng lối tư duy khá logic, Phương Mộc nhanh chóng phát hiện điểm chung của những nạn nhân trong các vụ án mạng liên hoàn tại trường đại học. Những sinh viên bị giết hại gần như đều có tên trong tấm thẻ mượn sách cuốn Kinh tế học quốc tế và Chính sách kinh tế quốc tế. Nhưng cũng bởi ngày đó Phương Mộc ở tuổi 21, một độ tuổi con người ta còn quá trẻ, anh lại không được học qua trường lớp, chưa từng được đào tạo nghiệp vụ trinh sát và càng chưa từng có trải nghiệm án mạng thực tế. Bởi thế, Phương Mộc dễ dàng tự cao vào phán đoán cá nhân và cũng dễ dàng tin người. Bước ngoặt của vụ án, bước ngoặt cuộc đời Phương Mộc cũng từ đó mà ra. Sự tự tin được anh tôi rèn qua quá trình theo sát hành động hung thủ lại trở thành điểm yếu chí mạng hạ gục anh. Phương Mộc vô hình chung đã nuôi dưỡng một con ác quỷ ngay bên cạnh, để khi anh nhận thức được sự thật, tất cả đã quá muộn. Phương Mộc ở Độc giả thứ 7 hẳn khó có thể hoàn toàn làm thỏa mãn người đọc, nhất là những độc giả khó tính của bảng văn học trinh thám. Nhưng Phương Mộc vào tuổi 21, với tất cả sự rụt rè, sai lầm ban đầu của một chàng trai có tài nhưng thiếu hụt kinh nghiệm lần đầu phải tiếp xúc với án mạng, lại là một Phương Mộc rất chân thực tới đau đớn khi những biến chuyển tâm lý của anh cũng là con đường mở ra vết thương tâm lý mãi trở thành ẩn ức nhức nhối trong tâm hồn chàng trai trẻ. Gọi Độc giả thứ 7 là tấm bản lề cuộc đời Phương Mộc là vì thế, ghép lại quá khứ một con người bình thường để mở ra một tương lai, đau thương cứ mãi nối tiếp đau thương, hãy tính bình thường, có lẽ con người ấy chẳng thể một lần chạm lại. Đôi mắt Phương Mộc dần mờ đi, anh cố nhìn xem phía bên kia là những thứ gì, những làn sương khói từ mặt hồ dâng lên cao, lan rộng, xoa tròn, rồi tan đi, bàn tay đang vẫy ở phía xa cũng càng mơ hồ, cuối cùng không thể nhận rõ tất cả đang ở ngay trước mặt hay là ở bờ bên kia nữa. Bi kịch tuổi trẻ và ẩn ức tâm lý trên trang viết Độc giả thứ 7. Sai lầm nối tiếp sai lầm ở tuổi 21 đã tạo ra bi kịch tuổi trẻ của chàng trai Phương Mộc. Bi kịch đó không thể đặt lên bàn cân để so sánh giữa hàng loạt bi kịch cuộc đời anh được Lôi Mễ khắc họa ở series trinh thám tâm lý học tội phạm là hơn hay kém. Bởi đấy là trải nghiệm thương đau nhất tuổi trẻ một con người có thể trải qua. Một trải nghiệm mà đủ sức tạo thành chấn thương tâm lý, ẩn ức đè nặng ám ảnh, đằng đẵng mãi về sau. Để người ấy, dù trải qua bao chuyện sinh tử, trước mỗi thực tại khắc nghiệt, những giờ phút thương đau của tuổi 21 vẫn hiện về, vẹn nguyên như trước. Đó là trước hết là bi kịch của chàng sinh viên, lần lượt phải chứng kiến từng người xung quanh, từng bạn bè bên cạnh bị giết hại một cách thảm khốc trong chuỗi án mạng liên hoàn ở ngôi trường sư phạm. Lớn hơn, đó là bi kịch tình yêu khi chính người con gái thân thiết bên anh cũng trở thành nạn nhân của tên sát nhân hàng loạt. Đó là bi kịch lòng tin bị phản bội, lúc anh cay đắng phát hiện người anh tin tưởng rất mực, người anh cho là chiến hữu vẫn kề vai sát cánh để anh dễ dàng chốt mọi nỗi niềm, lại là kẻ thù anh hằng tìm kiếm. Là bi kịch của sự tự tin biến thành tự cao, và là bi kịch của một con người hoài nghi cái tôi bản thể, cái tôi lương thiện của chính mình khi càng lúc anh càng nhận ra bản thân với hung thủ tựa hai mặt của một đồng xu. Tất cả đã bùng lên thành ngọn lửa không chỉ nuốt trọn tên sát nhân, cũng là người bạn cùng phòng Phương Mộc vẫn tin tưởng, Ngô Hàm, mà còn hoàn toàn nhấn chìm Phương Mộc vào chấn thương tâm lý. Dẫu thời gian có trôi qua nửa năm hay đến khi anh thực sự trưởng thành cũng không thể chữa lành, mà càng ngày chấn thương đấy càng như vết sẹo đóng vẩy, nhức nhối tâm can. Để Phương Mộc nhận ra, bi kịch tuổi trẻ đã trở thành bi kịch cuộc đời, đeo bám anh cả tới ngày anh rời trường sư phạm đến học tâm lý ở thành phố Di, cả tới lúc anh đứng trong hàng ngũ lực lượng cảnh sát. Để Phương Mộc đau đớn mà nhận thức, dù Ngô Hàm có chìm vào biển lửa, thì cuộc đời vẫn còn đó những Ngô Hàm khác, và anh vẫn tự cậu sinh viên 21 tuổi ngày nào, hy vọng, tin tưởng rất nhiều rồi,
Lòng tin đó lần nữa bị phản bội, chỉ khác rằng chấn thương tâm lý bóp nghẹt trái tim, tâm hồn Phương Mộc càng về sau càng khiến anh thêm gai góc hơn mà thôi. Series trinh thám tâm lý học tội phạm của thầy Lôi có thể nói là cả một hành trình Phương Mộc trưởng thành, tìm về cái tôi bản ngã, dùng chính thương tổn hôm nay để chữa lành vết thương tâm lý hôm qua. Và chính vì con người đó mang nhiều ẩn đức như vậy, từ ngày còn rất trẻ như thế, mà giữa thế giới trinh thám khốc liệt, hình tượng Phương Mộc có phần ủy mị, yếu đuối hơn. Nhưng chẳng phải vì yếu đuối, nhạy cảm mà Phương Mộc trở nên rất người hay sao? Chí ít, trải bao đau thương, chàng trai trẻ năm xưa cũng không trở thành một cỗ máy lạnh lùng. Và ngày nào, anh vẫn còn dần vặt bản thân. Ngày đó, Phương Mộc vẫn còn là Phương Mộc mà không biến thành một Ngô Hàm thứ hai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe review sách của Vietnam Book. Hy vọng chúng tôi sẽ giúp ích cho bạn. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.